hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào tiêu thụ, thậm chí là hàng cấm sẽ làm ảnh hưởng lớn tới giá cả thị trường, sức khỏe của người dân. Hiện tại, một số chợ hay cửa hàng bách hóa lớn ở huyện Văn Lâm đều có thể dễ dàng tìm mua được những sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và đồ chơi bạo lực. Đơn cử như tại cửa hàng G7 Hương Thi, một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã ghi hình được gần chục mã sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai tại cửa hàng. Điều đáng nói, hầu hết các loại sản phẩm trên đều là hàng hóa thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như mì chính Nhật, đông trùng hạ thảo, nước sâm Hàn Quốc và các loại bánh không có tem nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đây là mì chính hàng nhập của Nhật, không phải là hàng Việt Nam, hàng xách tay của Nhật ý. Hàng xách tay của Nhật á? Vâng. Cái này là bao nhiêu? 180.000 một gói. Thế gói Việt Nam bao nhiêu? Gói Việt Nam có mấy chục thôi. Tem nhập đâu? Cái này không phải hàng nhập khẩu, cái này là hàng xách tay. Hàng xách tay á? Vâng. Hàng xách tay nó mới đắt, hàng nhập khẩu qua Việt Nam thì nó lại theo như kiểu giá Việt Nam á. Không những thế, cửa hàng này còn có dấu hiệu mập mờ về thuế khi bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, mặc dù khách hàng đã yêu cầu. Cái này là gì? Đây là lớp sâm. Cái hướng dẫn có? Không, em bảo không một tiếng Việt rồi. Cái này mình nhập à? Cái này hàng của Hàn Quốc, bọn nó buôn hàng xách tay ấy. Nhưng mà cái này không biết là thật hay là... Anh hỏi thế thì chẳng em mới bảo là hàng giả. Nhưng mà nó không có cái hướng dẫn nào. Cái này là hàng của Nhật thì... không có tiếng Việt, hàng của Việt Nam thì mới có tiếng Việt. Anh tưởng là có cái hóa đơn hoặc nào đó. Cái tên không có nhé, không có. Tại chợ Ghênh, thị trấn Như Quỳnh, qua ghi nhận các cửa hàng trong chợ buôn bán đủ các chủng loại sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm liên quan đến sức khỏe đang được bày bán đều không có nguồn gốc rõ ràng. Toàn bộ sản phẩm đều được giới thiệu là hàng xách tay nội địa, không qua bất cứ một khâu kiểm tra kiểm soát nào của các cơ quan chức năng. Thậm chí, tại những cửa hàng đồ chơi cho trẻ em trong chợ, những sản phẩm bị cấm buôn bán vẫn được bày bán công khai. Cái này bao nhiêu? 150. Tắt thế, cả súng, cả lựu đạn đầy đủ hết luôn. Đây là hàng của nó gì đấy? Hàng dầu, Trung Quốc. Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu khi để xảy ra tình trạng trên? Và lực lượng chức năng đã xử lý được bao nhiêu vụ vi phạm trong khi những mặt hàng sản phẩm mà chúng tôi nêu trên nhan nhản trên thị trường?